Mỗi người chúng ta đều theo đuổi một chuyến hành trình đặc biệt của mình, đó chính là chuyến hành trình của cảm xúc. Và một chuyến hành trình như thế sẽ xuất hiện hôm nay. Ai sẽ cùng đến với Studio H9 hàng cuối tuần? Đó là câu chuyện có thật hay là bạn tưởng tượng ra? À không, đó là tại nhỏ ngồi bàn cái em nhà nó có bán canh bún nên em đi bán. Ngày xưa mỗi lần mình nghĩ tới Thắng á, là hay nghĩ tới cụm từ hoàng tử bé. Tại còn rất nhiều cái tác của em mà em nằm ở trong gọi là trong một cái kho gọi là những ca khúc không bán được. Em ấy có cái kho tên vậy luôn đó. Đúng rồi. Bạn có thuộc nhóm những nhạc sĩ yêu nhiều và thất bại nhiều không? Em sáng tác bài này lâu chưa? Chưa, em mới nghĩ ra. Trời đất ơi. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay cũng với không gian vô cùng ấm cúng này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người bạn. Tùng tin là quý vị lại phải nghe một lần nữa kỷ niệm của Tùng. Tùng gặp người bạn này từ rất là sớm và hôm nay gặp lại sẽ kể câu chuyện về những cuộc gặp gỡ đó cho quý vị cùng nghe. Hãy cùng đến với phần Toàn Thắng. Xin chào anh Tùng Leo, lâu rồi mình mới gặp lại đúng không? Và xin chào tất cả các khán giả của chương trình ạ. Thực ra thì tụi tôi là bạn cũ của một cái cuộc thi. Đúng rồi. Đúng không? Rồi ngày xưa mỗi lần mình nghĩ tới Thắng á, là hay nghĩ tới cụm từ hoàng tử bé. Có nghĩa là một cái người mà nhìn rất là vô tư. Lúc nào cũng cảm thấy là mang lại một cái sự vô tư và rất là dễ chịu cho mọi người. Nhưng mà càng hiểu hơn thì biết rằng là ở bên trong nội tâm cũng có nhiều phức tạp lắm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khai thác anh chàng này. Nhưng mà đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với 5 câu hỏi nhanh dành cho Phạm Văn Thắng để bắt đầu chương trình. Năm câu hỏi nhanh dành cho Phạm Toàn Thắng như sau. Câu số 1, bài hát đầu tiên: Người bạn bán canh bún. Bài câu số 2, bài hát thích nhất hiện nay. Ok, có bài Loanh Quanh. Câu số 3, giải thưởng âm nhạc đầu tiên. Là giải bài hát Việt năm 2010 cho cô Cúc Uống Trà. Câu số 4, giải thưởng âm nhạc yêu thích nhất của bản thân. Cũng là bài hát Việt nhưng mà đó là giải bài hát của năm cho 4 triệu lắm 2014. Và câu hỏi cuối cùng, những bài hát đã viết cho nhạc phim. Trái đất tròn không gì là không thể nè, Nhật ký đom đóm nè, từ khi gặp em giấu điều gì trong đôi mắt. Với lại hồi xưa là tại vì do bản thân em có một cái nhóm làm phim ngắn đó, cho nên thành ra nhạc em bỏ vô phim nhiều lắm. Đó là những bộ phim ngắn đúng không? Đúng rồi. Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại nha. Đầu tiên là cái bài canh bún gì đó là sao? Bài này thì em coi nó là cái bài hát đầu tiên của em, bởi vì bài này em viết là hồi cuối năm lớp 9. Thực ra trước đó là em có viết một vài bài nhưng mà kiểu mà cái bố cục hay là kiểu nó nghe nó ngô nghê, nó con nít lắm. Thì cái bài Người bạn bán canh bún này là một trong những bài mà em thấy là về bố cục, về bài hát mà nghe nó có vẻ giống một bài hát nhất. Cho nên em xem đó là bài hát đầu tay của em. Là đó là câu chuyện có thật hay là bạn tưởng tượng ra? Không, đó là tại nhỏ ngồi bàn cái em nhà nó có bán canh bún nên em đi bán. Như vậy là rất may vào thời điểm đó Phạm Toàn Thắng đã học trong một cái lớp mà trong lớp đó có một cái cô bạn mà cô bạn nó nhà bán canh bún, thì không là không có bài hát đầu tay. Mà không có bài hát đầu tay sẽ không có nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Tô canh bún lịch sử. Rồi, chúng ta sẽ cùng nói về những giải thưởng âm nhạc. Cả hai cái đầu tiên và cái bài yêu thích nhất đều nó minh chứng được rằng là bạn đã có được những tác phẩm được công nhận bởi giới chuyên môn từ rất là sớm. Hãy nói về Uống Trà. Rất là nhiều người hỏi em là bài hát mà yêu thích nhất của em là bài hát nào, thì em hầu như là em lựa chọn Uống Trà. Mình đơn thuần là bởi vì nó gần gũi với em nhất và với nó thật với gia đình em nữa. Tự nhiên một buổi sáng mình dậy cái tự nhiên thấy bố ngồi uống trà, mình vô uống trà với bố, rồi mẹ thì lại đang nấu đồ ăn sáng, chị thì ủi đồ. Tự nhiên những cái hình ảnh nó rất là dung dị như vậy, cái tự nhiên mình thấy dễ thương quá, cái mình nắm bắt được, mình viết ra được ca khúc Uống Trà. Cho nên thành ra là mỗi lần nghe Uống Trà cái nhớ là cái cảnh tượng nó của gia đình mình, tự nhiên em thấy nó ấm áp. Tôi cũng tự phân tích thì tôi thấy rõ ràng là trong một cái môi trường âm nhạc lúc đó nó đang đi về một cái hướng khác, thì có một cái bài hát nổi lên tạo ra một cảm giác rất là đặc biệt, bởi vì ca từ thì rất là hồn nhiên, rất là tự nhiên chủ nghĩa, nhưng mà nó không hề dễ dãi. Và nó có chiều sâu. Và tôi nghĩ rằng là đó chính là dấu ấn mạnh mẽ nhất mà Phạm Toàn Thắng để lại trong cá nhân tôi. Và tôi hy vọng là khán giả truyền hình cũng đồng ý như vậy. Còn đối với lại 4 chữ lắm thì sao nè? Cái giải bài hát của năm là cái đại mà em rất là mơ ước trước giờ. Tại vì hồi xưa em với Lê Cát Trọng Lý bằng tuổi nhau mà em với Lý là quen nhau trước thời mà Lý nổi tiếng nữa cơ. Xong rồi cái thấy trời ơi, mới 2010, 2011 là Lý đạt giải bài hát của năm, bài hát Việt nè, rồi đạt giải
cống hiến nhạc sĩ của năm này nọ nữa. Các em nói sao nhỏ này bằng tuổi mình mà làm được hay quá vậy. Các em cũng muốn là đúng một thời điểm nào đó là em cũng sẽ làm được như vậy. Cho nên đến năm 2014 em đạt được bài hát của năm với 4 triệu lắm trên bài hát Việt, thì em cảm thấy đó là một cái gì đó rất tự hào, và cũng giống như là một cái chặng đường mà em cũng nói à thì ra mình đã cố gắng và mình đã làm được. Và khi mà bạn nhắc tới Lê Cát Trọng Lý thì chúng cũng thấy là đúng cái giai đoạn đó âm nhạc Việt Nam đúng nghĩa là sang trang. Bởi vì là người ta vốn dĩ trước khi mà các bạn xuất hiện á thì rất là nhiều người lo lắng rằng là âm nhạc Việt Nam thiếu dần đi những cái tay viết cá tính. Nhưng rồi xuất hiện rất là nhiều những cái bài hát ăn thị trường nhưng lại không được giới chuyên môn đánh giá cao. Thì đến các bạn là cái giai đoạn mà giới chuyên môn và khán giả đã bắt tay nhau rằng đây là những nhạc sĩ tạo nên những cái tác phẩm rất là thú vị. Và tôi nghĩ rằng đó chính là lý do mà chúng ta gặp nhau ngày hôm nay với một talk show về bạn. Mời anh. Ngày hôm nay chúng ta đã có một chân dung Phạm Tần Thắng rất là rõ nét. Cùng với chân dung này thì Studio H9 cũng có một từ khóa dành tặng cho anh ấy. Xin mời quý vị. Nhạc sĩ của cảm xúc. Tại sao lại nói là nhạc sĩ của cảm xúc? Tôi quen biết Thắng từ rất là sớm, nhiều nãy bạn nói là 9 năm. Nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ nói với Thắng biết rằng là tôi rất thích tính giàu cảm xúc trong âm nhạc của Thắng. Mỗi lần nghe những bài hát của Thắng, tôi cảm thấy như có một người đang tỉ tê bên tai mình câu chuyện của chính mình. Khi mà Thắng viết về những bản tình ca, tôi tin rằng là không chỉ tôi mà rất nhiều khán giả khác đã gặp chính mình trong đó. Và vì vậy hôm nay cho phép tôi được gọi bạn là nhạc sĩ của cảm xúc. Hồi nghe cảm xúc quá, thích thật. Thấy chưa? Biết là thầy sẽ thích mà. Thì tôi đã muốn hỏi bạn lại cái thời kỳ mình ra mắt cái nhóm nhạc nam á, cũng hoạt động được một thời gian. Vậy tại sao bạn không đi tiếp trên con đường làm ca sĩ? Tại vì thực ra một cái người viết nhạc mà có thể hát được thì chắc chắn là em thích hát rồi. Em lúc đó là vô một bên nhạc cho xong một cái cuộc thi, thì nó lại theo cái hình ảnh gọi là boy band. Mà bản thân em thì em cảm thấy em không có phù hợp với hình ảnh đó. Thứ nhất là có thể về mặt ngoại hình em không phù hợp, về tính cách và chất nhạc em cũng không phù hợp. Em thì thích chơi với bên nhạc thôi. Tức là từ hồi sinh viên thì tụi em đã chơi bên nhạc như vậy rồi. Cho nên thành ra là em một thời gian thì nó có những cái vấn đề là mình không có thống nhất về cái con đường sắp tới nó như thế nào. Với lại em nghĩ rằng là dừng lại để mà bạn bè vẫn có thể đi chơi với nhau thoải mái hơn thì tốt hơn, chứ đừng đến mà lúc mà gây ra một cái mâu thuẫn lớn quá thì nó sẽ kiểu là không gặp mặt nhau nữa thì nó cũng kỳ. Và sau này thì như anh cũng biết là có Nguyễn Minh Cường bây giờ cũng trở thành một nhạc sĩ rồi, đúng không nè. Cho nên thành ra là em thấy rằng là cái việc mà dừng lại lúc đó nó là một điều tốt để cho mọi người thấy được bên trong mình là mình cần gì và mình làm cái gì tốt nhất có thể của mình. Còn bản thân em đến tận bây giờ thì em vẫn hát, mà ai mời thì em hát, nhưng mà em thì thích chơi với bên nhạc thôi, tại vì lúc đó em sẽ được thăng hoa hết, sẽ có đàn, có bass, có trống, em thích chơi full band như vậy. Rồi cái nguyên cớ nào khiến cho bạn quyết định trở thành một nhạc sĩ? Em nghĩ mọi thứ nó rất là tự nhiên. Thí dụ như việc mà em viết những ca khúc đầu tay, lên cấp 3 em gặp mấy anh chị trong câu lạc bộ âm nhạc, em nói là em có thử viết nhạc. Xong rồi các em có hát cái bài đó, một số bài của em lúc đó em cũng viết, xong rồi cho mấy anh chị nghe thì mấy anh chị bảo là mặc dù là không có dễ nghe nhưng mà nghe lạ quá ha. Sau đó mình cứ viết, xong rồi tự nhiên duyên cớ tự nhiên đến lớp 12 thì em muốn viết một chùm ca khúc để kỷ niệm, bốn mùa để kỷ niệm tuổi học trò của em. Thì trong đó có Cô Bé Mùa Đông, tự nhiên vô tình một cái nó nổi tiếng lên, nó khiến mình suy nghĩ rằng là thì ra mình viết nhạc cũng có người nghe được mà. Sao mình không thử? Nhưng mà tại sao sau Cô Bé Mùa Đông thì em lại ngừng một thời gian, đến tận Uống Trà mới quay lại? Bởi vì lúc em không có tự tin vào bản thân mình, và em nghĩ rằng nó là may mắn, một cú ăn may, là nó không có ý nghĩa gì nhiều á. Nên em nghĩ rằng là nếu như mà thực sự thay đổi âm nhạc thì phải chứng minh cho người khác được, thấy được rằng là mình có thể làm được, và mình phải tạo ra một cái nét gì đó đặc biệt cho riêng mình. Và ngay từ thời điểm đó đã thấy rằng bạn là một người rất là nhiều cảm xúc. Vì nếu như gọi cảm xúc là chất liệu âm nhạc của bạn, thì cho tới ngày hôm nay bạn đã có bao nhiêu bài hát tất cả? Em thường không có đếm được mấy bài của em, tại vì em cứ viết ra vậy thôi. Nhưng mà thực ra thì số lượng mà để bài mà em đưa cho ca sĩ hát, hay là những cái số lượng mà khán giả nghe được á, thì nó cũng chỉ chiếm một phần ở trong cái kho tàng sáng tác của em thôi. Tại còn rất nhiều sáng tác của em mà em nằm ở trong gọi là trong một cái kho gọi là những ca khúc không bán được. Em ấy có cái kho tên vậy luôn đó. Đúng rồi. Những cái ca khúc đó thì có lẽ là một là có thể nó nhân cảm xúc quá riêng tư của em mà ca sĩ không có, bạn nói là họ không có cảm được, hoặc là đơn thuần là có thể là những cái dòng nhạc em nó hơi thử nghiệm quá, nó hơi khó nghe quá thì người ta cũng không chọn. Thì em khó là thống kê được lắm, nhưng mà từ trước được một cái rằng em tự tin một điều rằng là những ca khúc của em chưa biết rằng nó hay hay nó dở hay nó tốt hay là nó như thế nào, nhưng mà em luôn viết bằng một cái gì đó thật nhất của mình. Đối với một công việc của một nhạc sĩ đi, thì bạn sáng tác bắt đầu từ đâu? Nghĩa là bạn sẽ tự nhiên mà ra một cảm xúc
bạn tưởng tượng ra một cảm xúc và bạn viết, hay là nó xuất phát từ chính câu chuyện có thật của bạn, của những người xung quanh rồi bạn viết? Đó là tất cả những cái điều đó. Em là người rất là thích kiểu mà đi cà phê, lê la, nói chuyện với bạn bè và cả nói chuyện với cả những người lạ nữa. Vì em thích là mình là người lắng nghe. Và em nghĩ rằng là đối với một người viết hay là một người sáng tạo thì việc mình lắng nghe nhiều hơn một tí, đó là một trong những cái mà giúp cho cái tâm hồn của mình nó nhiều màu sắc hơn. Có thể những bài hát của em là câu chuyện thật của em, nhưng cũng có thể rằng là nó là một cái gì đó em tưởng tượng. Mặc dù nó là cảm xúc thật, nhưng nó khi chúng ta trong một bài hát mà nó có cần những cái sự tưởng tượng ở trong đó. Và có những ca khúc nhanh lắm, cảm xúc đùng một cái, nửa tiếng, một tiếng là viết ra được liền. Ví dụ như Giấu Mưa viết trong vòng nửa tiếng rồi. Hôm đó em ngồi trong một quán cà phê nhìn ngoài trời mưa, ôm cây đàn, thế là tăng 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 là một cơn mưa đi qua. Đúng là vậy, có nửa tiếng là ra ca khúc đó. Nhưng mà có những cái ca khúc mình cần phải đủ, tức là em đã tưởng nghĩ đến cái chủ đề đó rất là lâu rồi. Nhưng mà nếu em cảm thấy chưa đủ giống như rằng em cảm thấy là cái nước ở trong một cái bồn lớn, và em thấy rằng là mình chưa đủ lực để mà mở cái khóa van để cho cái cảm xúc nó tuôn ra, thì em sẽ giữ ở đó để em nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Và đến một lúc mà nó tự nhiên cái cảm xúc mình đủ mạnh, như là một cái động tác mở cái khóa van của cái vòi nước ra, và thế là thì mọi thứ nó tuôn chảy ra thôi. Người ta đồn á là nhạc sĩ yêu rất là nhiều và thất bại cũng rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên là cái trường cảm xúc ở trong bài hát nó mới đậm đặc được. Vậy thì bạn có thuộc nhóm những nhạc sĩ yêu nhiều và thất bại nhiều không? Nếu hỏi em có yêu nhiều người hay không thì không. Nhưng mà hỏi em có yêu nhiều không thì có. Trong cuộc sống ở bên ngoài em rất là lý trí, bởi vì nó không có quá nhiều điều kiện về mặt gia đình, kinh tế để mà ủng hộ, để mình sống quá hoàn toàn về cảm xúc. Mình có rất nhiều thứ mình phải chi phối bản thân mình. Và ngay cả trong công việc của em vậy, em là một người làm việc rất lý trí. Tuy nhiên bởi vì mọi thứ đó là lý trí rồi, cho nên trong tình yêu hay cả trong sáng tác âm nhạc cũng vậy, thì em muốn nó phải thật là thả trôi bản thân mình. Cho nên khi mà em yêu á, em không thích lý trí vậy đó. Em mà yêu ai là em thể hiện ra rõ là em yêu người đó, và em rất là thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình mà em không hề che giấu. Có nhiều người lại bảo rằng là nếu mà yêu kiểu như vậy thì đôi khi khiến người ta ngợp, hoặc là khiến người ta cảm thấy là nó mãnh liệt quá và người ta sẽ cảm thấy bị dội lại một tí xíu. Nhưng mà em thì em luôn luôn nghĩ rằng là trong tình yêu thì em thích một cái gì đó nó cuồng nhiệt, nó thơ ngây một tí xíu, chứ em không thích chơi trò mind game hay hack não nhau đâu. Và tôi cũng rất là muốn Phạm Toàn Thắng nhân tiện ngày hôm nay phân biệt giùm cho tôi và khán giả cái sự khác nhau giữa một bài hát giàu cảm xúc và một bài hát uyển mị. Thực ra đối với em cái cảm xúc uyển mị nó cũng không phải là tệ. Em trước giờ em chỉ có phân biệt rất là rõ nhất là khi em nghe một bài nhạc em cảm thấy nó thật hay không thật thôi. Thật là sao? Tức rằng là âm nhạc nó hay lắm anh. Cũng những ca từ đó thôi, như có một câu anh yêu em vậy đó. Đặt trong cái giai điệu này, anh nghe chỗ nó sến quá, nghe thật là sáo rỗng. Nhưng mà tự nhiên đặt ở trong một giai điệu khác, trong một gọi là chỗ một chỗ một câu nào đó khác, tự nhiên nghe nó thiêng liêng dễ sợ luôn. Mình cảm giác là giống như một người nào đó nói cái câu đó ngay trước mặt mình, thì mình cảm thấy rất là thiêng liêng và rất là thật. Đó nên tại sao cái âm nhạc hay hội họa hay nghệ thuật gì á, câu từ hay nội dung nó không có sai, chỉ là cái người xài nó có đúng hay là sai thôi. Và nếu như mà em nghĩ rằng là nếu như mà xài đúng thì một ca khúc ủy mị, cảm xúc ủy mị nó không tồi tệ và nó cũng không hề sai, nhưng quan trọng nó phải thật. Phạm Toàn Thắng không chỉ là một nhạc sĩ của những ca khúc rất là giàu cảm xúc, mà còn là một nhạc sĩ rất là mát tay. Là bởi vì hầu như tất cả những ca sĩ nào mà đụng tay tới ca khúc của Phạm Toàn Thắng đều thành công. Chúng ta có thể kể đến hồi nãy là Uống Trà là có Trương Thảo Nhi, rồi Bốn Chữ Lắm là Trúc Nhân, Giấu Mưa Trung Quân, Cô Bé Mùa Đông hồi nãy là Thủy Tiên. Tháng Tư là Lời Nói Dối, anh Hành Tuấn. Bạn có nghĩ là do mình mát tay sẵn hay là bởi vì bạn là một người rất là thức thời với thị trường? Em không nghĩ em mát tay đâu ạ. Tại vì thực sự là với số lượng những người ca sĩ mà em đã từng cộng tác nó không nhiều. Và đó là họ chọn bạn hay là bạn chọn họ? Em nghĩ đó là cái duyên thôi, tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời của mình đúng lúc. Thì mọi thứ nó hình thành thôi. Giống như là tại sao Bốn Chữ Lắm ra đời. Bốn Chữ Lắm em viết từ 2012 rồi, chứ không phải mà đến 2014 mới ra mắt đúng không?
thì lúc đó trong 2012 đó em cũng viết xong rồi em cũng hát chơi chơi với bạn bè, mọi người cũng khen, nhưng mà mình không biết đưa ai hết và mình cũng không nghĩ rằng là ai sẽ hát làm sao cho nó phù hợp nhất. Tự nhiên đùng một cái cả Trúc Nhân Lý Trường tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời của em. Trương Thảo Nhi thì thi The Voice và tình cờ tự nhiên cô ấy đang hát nhạc của em trên đó. Xong thế là cô ấy mới nhắn tin em hỏi là ý kiến hát như thế nào. Trúc Nhân tự nhiên đùng một phát, Trúc Nhân cũng liên hệ anh Thắng ơi anh có bài nào này không. Xong rồi thế là em đi với Nhi, em đi với Nhân rồi ăn uống nói chuyện gì đó, anh nói là anh có cái bài này nè, ok lắm. Mà anh nghĩ là em với cô bé này hay, thì lúc đó Trúc Nhân không biết Thảo Nhi là ai hết. Em ghép cái chép kèo đó, hai bạn hát lại với nhau chứ hai bạn ấy không hề biết nhau. Thì em nghĩ đó cũng là một tác phẩm ra đời, đôi khi mình phải cần thời gian và cần một cái duyên nào đó để mà mình chờ đợi được một cái người nào đó thể hiện tốt nhất cái tác phẩm đó. Gần đây thì có một cái bộ phim được ra mắt và trong đó có bài hát của Thắng. Dạ. Thắng có thể nói sơ sơ về bộ phim và bài hát được không? Đó là phim Thương Mẹ Con Đi của anh đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Thì nếu như mọi người coi phim thì mọi người sẽ thấy là đây là một bộ phim gia đình, có những cái có nó đưa ra những cái tình huống khá là chéo ngoe cho gia đình đó và một câu chuyện tình yêu khá là đặc biệt ở trong bộ phim này nữa. Đây là một bộ phim mà em cảm thấy cái tính nhân văn và một cái tính thơ trong điện ảnh, một cái tính điện ảnh rõ nét nữa mà rất là hiếm gặp ở phim Việt ngày nay. Vì em đã được coi bạn rap rồi và em đã thích rồi, cho nên thành ra là với có bạn hát Em Giấu Điều Gì Trong Đôi Mắt trong bộ phim này. Và hy vọng là tất cả những điều mà chúng ta nói ngày hôm nay sẽ khiến khán giả tìm đến với bộ phim. Đúng rồi. Đúng không? Một lần nữa cảm ơn bạn vì những điều vô cùng xúc động mà bạn đã mang đến. Đây chỉ mới là phần đầu tiên của chương trình. Ở phần 2, quý vị sẽ nhìn thấy Phạm Tần Thắng cùng với những ca khúc của anh ấy tung tẩy cùng với chúng ta. Hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Thực ra đây là một cái trò chơi, một cái thử thách để cho khán giả cảm thấy gần gũi hơn với lại nhân vật của chương trình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách Phạm Tần Thắng ở hai lĩnh vực thưa quý vị. Đó là lĩnh vực ca hát và lĩnh vực sáng tác, đúng như những gì bạn đang có trong người. Bạn sẽ lần lượt mở từng lá thăm và thực hiện đúng như những câu hỏi trong đó. Nó hỏi gì thì mình trả lời bằng ca khúc. Có nghĩa là ví dụ hỏi là ăn sáng chưa thì phải trả lời bằng câu gì đó mình ở trong một bài hát mà thể hiện là chưa ăn chẳng hạn. Đó, còn nếu ở trong đó là một cụm từ thì bạn sẽ phải ứng khẩu tại chỗ để ra một cái đoạn ca khúc có cái cụm từ đó. Trời ơi sao xói vậy. Và chúng tôi có chuẩn bị một cái đàn. Em là người cực kỳ chậm. Đây. Đời ơi là đời. Đó, đây là đàn phải đàn sáng tác hả? Đời ơi là đời, sao mãi trong trời vui quá đi thôi nên không về. Đời ơi là đời, sao chẳng thanh thời, ta muốn ra khơi để nghỉ ngơi. em sáng tác bài này lâu chưa? Chưa, em mới nghĩ ra. Trời đất ơi, trời đất ơi, vỗ tay đi mọi người ơi, nó sáng tác liền tại chỗ kìa mọi người ơi. Trời ơi, tưởng làm khó được nó. Tiếp đi cưng. Không có ca khúc này sẽ không có Phạm Toàn Thắng hả? Em nghĩ là chắc là Cô Bé Mùa Đông. Yeah. Đúng không? Anh lấy đi. Thuyền chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Đêm gió khiến em se lạnh, đừng lo vì con tôi đây. Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn dần lâu. Ca khúc không bán được nhất trong chuỗi những ca khúc không bán được. Đây đấy, chà, khó nhỉ. Thực ra là bài này không phải là ca khúc không bán được, mà là đây là ca khúc mà bởi vì nó là cái câu chuyện riêng tư của em mà em không muốn bán luôn. Bài này có tựa đề là Ngày Thứ Tư của tháng 3. Ngày hôm qua, hình như mình vẫn đang là cả. Ngày hôm qua, ở lại nơi xa xa. Ngày hôm nay, rồi cũng như bao ngày, mình ở hai nửa giấc mơ,
chưa tròn đầy. Ngày thứ tư của tháng ba anh cứ chờ mãi, chờ mãi rồi cách xa. Những vui buồn mình đã để lại ở tháng ba, một mối tình dường như chưa bắt đầu. Này em ơi, này em ơi, mình cùng ngước lên bầu trời. Ở xa xôi, mình đang mỉm cười với nhau. Và giá như mình đừng tiếc chi câu ân cần. Đuổi bắt bao lần mà chẳng yêu nhau. Hay quá à. Đây là câu tiếp theo. Điều muốn nhắn gửi nhất đến người yêu hiện tại. Ok. Đây là bài mọi người cũng chưa từng nghe luôn. Ồ. Ok. Em ở bên cạnh anh đã lâu, nhưng đời anh vẫn chưa đến đâu. Cô hoài mỏi mòn để chờ đến ngày thế giới này sẽ chợt bừng sáng. Anh sẽ đưa em đi ăn hủ tiếu, hay chỉ ít cũng vài tô bún riêu, để đời chúng mình chẳng là những ngày phải gắn gồng với hai gói mì. Sống đâu bằng những lời yêu thương đầu môi nếu ta không chịu khó. Sống đâu phải chỉ là một túp lều tranh với hai quả tim vàng. Anh sẽ cố làm giàu vì em, anh sẽ giàu vì em, anh sẽ cố làm giàu vì em, anh sẽ giàu vì em, yeah. Anh sẽ cố làm giàu vì em, anh sẽ giàu vì em, anh sẽ cố làm giàu vì em, anh sẽ giàu vì em. Wow. Ê, cái này hay nha, này phải học hỏi nha. Anh sẽ cố làm sao vì em. Trời ơi. Hay quá à. Em nói đúng cái nỗi lòng của anh luôn đó. Ok, câu cuối cùng. Miêu tả Phạm Toàn Thắng bằng một bài hát. Miêu tả hả? Chết rồi, bài nào giờ ta? Thật ra là mọi người thường nghĩ là em nghe những ca khúc ballad em thì em sâu sắc, hoặc là nghĩ em ở ngoài gặp em nhưng ngoài em tính trẻ con vui tươi, đúng không? Nhưng mà em muốn mọi người thấy một khía cạnh khác của em nữa, đó là một cái chút gì đó nó hóm hỉnh nhưng mà có gì đó nó sexy. Wow. Đây là một bài hát mà cũng chưa ra mắt của em. Ca khúc có tựa đề là Môi Em Ngon Vị Cà Phê. Thôi hay quá. Môi em ngon vì cà phê, anh lơ ngơ quên cả đường về. Thế giới này vẫn dài giống thế, mà anh như thằng cu tí ngó nghe. Môi em ngon vì cà phê, anh lâng lâng trong giống thằng hề. Quên cuộc hẹn với hội bạn em, mà sao anh vẫn tranh chấp để mê em. Cà là cà cà phê. Về nhà còn mê. Người đừng cười chê đôi môi anh như tê tê. Mềm mại quá đôi môi người non ta như lá trên cành. Rồi mồm chiến thơm ngon như trái ngọt. Chạm vào đấy anh mơ màng như đã tìm thấy thiên đàng. Thật nồng cháy như ly cà phê thơm ngàn. Ngọt ngào đồng say. Đồng lại ở đây. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Quý vị thân mến, một Phạm Toàn Thắng rất là đẹp,
trong mắt của tất cả chúng ta vào lúc này tôi tin là như vậy. Bởi vì những ca khúc đi qua đều cho thấy một trái tim rất thật thà trong tình yêu và một tài năng hiếm có. Còn bây giờ sẽ là phần tiếp theo, quan điểm của Thắng về một vấn đề xã hội. Chúng ta thử xem đó là điều gì quý vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một vấn đề, đó là lai căng. Tại sao lại bày ra cái từ này cho Hoàng Toàn Thắng? Là bởi vì tôi rất là muốn nghe ý kiến của bạn về một trong những vấn đề vừa qua được rất là nhiều người bàn luận xung quanh một nhân vật ở trên mạng xã hội nói trộn tiếng Việt và tiếng Anh lại với nhau ở một cái mật độ nó hơi dày đặc, cho nên là khiến healthy cho... và balance. Healthy và balance. Thì nhiều người có hai luồng ý kiến. Một là đây là một cái xã hội đã được rất là quốc tế hóa, cho nên cái việc mà mình nói trộn là chuyện bình thường. Có ý kiến là cho rằng cái việc nói trộn ở mức độ cao như vậy là méo mó đi cái việc sử dụng tiếng Việt. Vậy thì với góc nhìn của Phạm Toàn Thắng thì sao? Đó là quyền của mỗi người thôi. Thật ra là mình được quyền tỏ thích hay không thích, nhưng mà mình cũng chẳng có lý do gì mà mình công kích người ta cả. Tuy nhiên, nếu như cái việc đó mà thí dụ như là một cái hình người nghệ sĩ chẳng hạn như vậy biểu diễn trước đám đông người của công chúng, thì em nghĩ rằng cái chuyện đó là nó không phù hợp. Bởi vì bạn là một cái người sẽ ảnh hưởng. Bạn có sức ảnh hưởng đến số đông. Và nếu như mà bạn vẫn tiếp tục, ví dụ như lai căng, cứ nói tiếng Anh, tiếng Việt trộn lại với nhau, thứ nhất là nhiều khi những cái bạn trẻ hoặc là những người yêu thích bạn lại nghĩ đó là hay và bắt chước theo bạn, thì cái điều đó em thấy là nó không nên khuyến khích. Và lúc này thì tôi có hơi bênh vực cho những người mà nói trộn tiếng Anh, tiếng Việt lại một chút xíu. Bởi vì quá tình là tôi cũng bị cái tật này. Không biết bao biện như vậy thì có hợp lý hay không, nhưng mà bởi vì có một khoảng thời gian học ở nước ngoài cộng với cái việc là làm ở môi trường của một kênh truyền hình trẻ trước đây, trong 5 năm đều phải nói tiếng Anh mỗi ngày. Cho nên là nó làm cho tôi mất dần một số từ. Không là mất thì không đúng, mà là quên mất một số từ tiếng Việt ngay tại chỗ. Ví dụ những từ sau đây chúng ta rất là hay dễ quên nè. Thứ nhất là chữ list. Đúng rồi. Mình hay nói là list nhạc, đúng không? Rồi. Hoặc là mình hay nói cancel cuộc họp đi. Đúng là rồi, đúng dừng cuộc họp đó lại tạm thời chẳng hạn. Thì có một số cái từ thì các bạn trẻ ở trong cái lĩnh vực công việc về văn phòng, đặc biệt là giới làm quảng cáo, đúng rồi, thì rất là hay sử dụng và dần cuộc họp họ ngay vào lúc đó họ quên mất là phải sử dụng như thế nào. Và vì phải nói chuyện rất nhanh, nhưng mà đúng là nếu như mà trộn nhiều quá thì cũng không nên thiệt. Tức là em thấy là nếu mà nó trộn nhiều quá thì nó thành, nó còn khiến cho người ta khó hiểu cái câu hỏi nói lên. Và nhiều khi nó lại là một cái cách để khoe mẽ rằng là đúng tôi rồi, rất là giỏi một cái tiếng khác. Thực ra điều này nó không phải bây giờ mới có, thưa quý vị. Từ rất là lâu rồi. Từ thời Pháp thuộc là chúng ta đã có rất là nhiều cái sự pha trộn. Là bởi vì ngay vào lúc đó thì tiếng Latin, tiếng của Pháp bắt đầu du nhập vào trong đời sống của xã hội đô thị Việt Nam. Và người ta bắt đầu mới gọi moi, toi, rồi những cái từ mượn sau này đã trở thành quen. Ví dụ như là những cái từ bên đan, đúng không? Rồi xà bông. Xà bông. Rất là nhiều từ chúng ta đã mượn và nó trở thành từ của chúng ta. Thì tôi tin rằng là tới ngày hôm nay nó cũng là một giai đoạn lịch sử như vậy. Nghĩa là khi mà đời sống ở phương Tây nó du nhập vô nhiều thì đành phải có cái sự giao thoa. Nhưng đây, vấn đề chúng ta cần phải đặt ra là chúng ta kêu gọi mọi người sống ở trong môi trường giao thoa văn minh hay là khoe rằng là mình có điều này điều kia, đó mới là vấn đề, đúng không ạ? Thực ra em vẫn nghĩ rằng là ngay cả về mặt ngôn ngữ hay là cả về âm nhạc hay tất cả mọi thứ nó phải tính thẩm mỹ. Tại sao những từ đó, chỉ những từ đó mới người Việt nó trở thành một tiếng Việt của mình, chứ không phải là những từ khác, không phải tất cả những từ khác, là bởi vì sử dụng quen và mọi người nói riết. Và nhưng mà thực ra đặt trong một cái câu nào đó nó cũng có tính thẩm mỹ. Còn thí dụ bây giờ một cái câu như mà cái việc mà healthy balance lại như vậy đó thì tự nhiên mình đặt một cái câu mình nghe đã không có tính thẩm mỹ rồi. Đúng tức rồi. Là mình nghe mình đã bị khó chịu cái tai, tức là về mặt âm thanh nó đã không hay, và tính thẩm mỹ về mặt ngôn ngữ nó cũng không tốt. Thực ra là bản thân em cũng thỉnh thoảng sử dụng từ tiếng Anh. Thí dụ như em coi hai bạn diễn với nhau thì em nói là ồ cái chemistry của hai bạn tốt quá. Nhưng mà thật ra mình sử dụng từ phản ứng hóa học đó cũng kỳ. Nó cũng không đúng. Thật ra anh cũng bị vấn đề đó, rất là nhiều từ anh nói, ví dụ như trong lĩnh vực của anh nè. Tôi không biết dùng từ nào để miêu tả từ concept. Đúng rồi. Bởi vì là concept xong mới tới idea, mà cả hai cái này trong tiếng Việt đều là ý tưởng. Đúng rồi. Thành ra không biết phải nói làm sao để cho sinh viên hiểu hết. Nói vậy cho nên là mới thấy được rằng là đôi khi trong những trường hợp đặc biệt chúng ta phải bắt buộc phải sử dụng những cái từ khó, những cái từ chung, những cái từ mượn. Cho nên là tôi thật ra ngày hôm nay với cái đề tài này thì tôi lại lên án những người quá căng thẳng chuyện này. Ở đây là mình cũng đưa ra một cái sự balance. Nó sẽ đưa ra một cái điều gì đó nó cân bằng lại, là cũng được quyền sử dụng nếu như những từ đó nó thông dụng
và giúp mọi người cùng hiểu. Giống như Thắng, tôi đồng tình rằng chúng ta không lên án, nhưng mà chúng tôi đề cao tính thẩm mỹ. Và hy vọng là những bạn nào đang có ý định sử dụng từ ngữ chỉ để khoe rằng mình giỏi thì hãy nghĩ rằng là thật ra thì có nhiều người ta giỏi hơn nhưng ta không nói thôi. Còn tất cả chúng tôi rất là mong muốn rằng chúng ta cùng nhau tạo ra một cái môi trường văn minh và khỏe mạnh trong việc sử dụng từ ngữ và tất cả những điều khác. Cảm ơn Thắng rất là nhiều đã đưa quan điểm của mình cùng đến với chương trình. Hôm nay quý vị thấy thế nào ạ? Một tính từ mà Tùng muốn nói ngay vào lúc này đây, đó chính là tràn đầy cảm xúc. Bắt đầu bằng cảm xúc, câu chuyện là cảm xúc và tràn đầy những cảm xúc đẹp khi có những ca khúc của Phạm Toàn Thắng. Rất mong quý vị đã có một chương trình thật là thú vị và cảm ơn quý vị đã cùng đến với chúng tôi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xuân ấy em và anh dưới bầu trời đầy sao ấy, ta đã vẽ lên không trung những giấc mơ mong lung. Dưới bầu trời đầy sao ấy, ta giống như đôi mèo con mắt tròn tựa đầu vào nhau mãi. Chúa đang đứng mãi qua mang nguyện nước ta bay xa. Ước hẹn dù bầu trời đầy sao ấy, ta khắc trong tim mình mãi. Thank you.
dòng xe vẫn quay đều, liệu rằng ta sẽ đi về đâu? Câu hỏi nhanh mà trả lời dài quá trời luôn. Chị ra chị diễn mà không biết sao chị nói khán giả cười mà nước mắt chị nó cứ tuôn. Nhắc tới Kiều Oanh, người ta nhắc tới một ngôi sao sáng của sân khấu. Nhưng mà không có một cái ánh sáng nào, nó không có cái phần tối ở đằng sau hết. Tỉnh về mà là toàn là đào hát thứ dữ, kép hát thứ dữ về. Mình mới ra trường, mà mình lại là sinh viên quèn của trường. Chị Kiều Oanh cũng là người khá là nền nã trong trong cách nhìn nhận vấn đề. Từ từ sẽ cười, mà tay thì lấy tiền, miệng thì khóc, mà tay thì lấy tiền. Mình đi mua cách không nói. Có nghĩa là mình là ở trên người ta. Cái đó tôi không biết, tôi mới qua. Núp hiệp rốt gì miễn có cái lùm là thấy nó rắc rối rồi.